Dạ Vương Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là buổi chiều ngày 16 tháng 4 âm lịch, cũng là buổi chiều ngày mùng 3 Tết ngay tại Lào. Và phía sau lưng của Bùi Hồ ở đây á là mọi người đang diễn ra một cái lễ tế nước vào những ngày đầu năm mới như thế này. Và chúng ta có thể nhận thấy được rằng ở ngoài sau của Bùi Hồ á có nhiều người dân tại Lào và cũng như là rất là nhiều du khách đến đây để tham quan một cái lễ tế nước rất là đặc sắc như thế này. Và mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ lại đây để xem cái cảnh này nha. Mọi người có thể thấy rằng á, ở đây rất là nhiều người họ chơi và tham gia một cái lễ hội mà nó đầy đủ và cực kỳ vui như thế này vào buổi chiều hôm nay. Những hình ảnh này cực kỳ hiếm thấy luôn nha mọi người. Và chúng ta có thể thấy là tất cả các nam thanh niên, nam nữ đều hòa theo tiếng nhạc để mà té nước bên nhau nha. Ê, mọi người rất là vấn đề. Tuyến đường hiện nay đã đầy những cái như là đổ mưa á mọi người. Nhưng mà nhiệt độ bây giờ ở ngoài trời khoảng hơn 35 độ C. Tuy nhiên ở đây mọi người ngỡ rằng một trận mưa đang mới vừa diễn ra, bởi vì thanh niên tham gia lễ hội té nước như thế này. Mọi người có thể thấy không? Rất là vui ha. Cực kỳ vui luôn. Và cực kỳ náo nhiệt ngay tại Tết Lào. Ở đây là thuộc thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc cho mọi người. Đây đây đây, cô bác mình chị thấy nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ mời cô bác anh chị lại đây nha. Tại kia thôi mà ngay cả cả một cái tuyến đường này luôn. Ôi,
phải nói là càng ngày càng đông, còn mọi người chơi càng ngày càng càng hấp dẫn.
đang nhảy điệu rửa xe. Nếu như ước tính thì chắc có lẽ đây là một trong những cái Tết mà tốn nước nhất thế giới rồi mọi người. Tại vì lượng nước sử dụng những ngày Tết như thế này rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ được những cái niềm vui trong những ngày Tết này thì cũng đáng đúng không?